Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị, việc xây dựng nhà cửa là việc trọng đại của đời người vì nó ảnh hưởng đến thổ địa và chủ đất. Từng công đoạn trong quá trình từ khi đổ mái, dựng cột, lên xà đến khi hoàn thành ngôi nhà đều rất quan trọng và được gia chủ quan tâm xem ngày giờ. Việc đổ mái, dựng cột, lên xà cũng vậy. Việc chọn ngày tốt đổ mái hay là cất nóc nhà luôn được mọi người quan tâm. Xem ngày đổ trần, lợp mái sẽ giúp cho gia chủ có thể lựa chọn ra ngày giờ hoàng đạo, hợp tuổi tiến hành cất nóc hay lợp mái, mang lại sự thuận lợi, bền vững với thời gian cũng như cắt khí cho căn nhà, đổ mái, dựng cột, lên xà, xem lại sự may mắn, bình an, sức khỏe và tài lộc cho gia chủ trong tương lai. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày đổ mái, dựng cột, lên xà tốt nhất trong tháng 12 âm lịch năm 2022. Kiến thức này được trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. 1. Những ngày xấu kiêng kỵ đổ mái, dựng cột, lên xà trong tháng 12 âm lịch. 2. Những ngày tốt nhất đổ mái, dựng cột, lên xà trong tháng 12. 3. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời. Tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 4. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 4 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nội dung đầu tiên mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị, những việc cần làm trong ngày đổ mái, dựng cột, lên xà, tóm tắt như sau. Nội dung thứ nhất, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong ngày đổ mái, dựng cột, lên xà. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ, như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc là có rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày tốt đó cho ai. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc đổ mái, dựng cột, lên xà trong tháng 12 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư để tự chọn cho mình được những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt, từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp cho việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy, tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày tốt toàn thư. Theo Ngày tốt toàn thư, những ngày đổ mái, dựng cột, lên xà phải đáp ứng được các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ đổ mái, dựng cột, lên xà, kỵ những ngày sát chủ mùa, thiên địa chuyển sát, thụ tử, dương công kỵ, tam nương, nguyệt kỵ, nguyệt kiến, nguyệt phá, trực bình, trực thâu, trực bế, kiếp sát, tai sát, nguyệt hình, nguyệt yểm, thiên sự, đại thời, tứ phế, ngũ mộ, thiên hỏa và ngày ngọ. 2. Ngày hợp đổ mái, dựng cột, lên xà. Ngày tốt đổ mái, dựng cột, lên xà bao gồm những ngày thiên nguyện, thiên đức hợp, nguyệt đức hợp, thiên xá, nguyệt ân, tứ tướng, thời đức, tam hợp và trực khai. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét cát hung của từng ngày để tìm ra ngày tốt nhất đổ mái, dựng cột, lên xà trong tháng 12 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 12 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đoán cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra được một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy. Ta cần loại bỏ hết những hung tinh, những xung sắc trong tháng để chọn ra được ngày tốt nhất trong tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch năm 2022 nhâm dần, bắt đầu từ ngày 23 tháng 12 dương lịch đến ngày 21 tháng 1 năm 2023 dương lịch. Tháng 12 là tháng Quý Sửu, là tháng đủ, ngày mùng 1 là ngày Canh Tuất, ngày 30 là ngày Kỷ Mão. Trong tháng 12 có hai tiết khí là Tiểu Hàn và Đại Hàn. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 12 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Ngày sát chủ là những ngày Thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn, 19 Mậu Thìn. Đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng. 2. Ngày sát chủ mùa là những ngày Mão, bao gồm mùng 6 Ất Mão, 18 Đinh Mão và 30 Kỷ Mão, cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. 3. Ngày thiên địa chuyển sát là những ngày mùng 3 Nhâm Tý và 27 Bính Tý. 4. Ngày thụ tử là những ngày Dậu, bao gồm mùng 2 Tân Dậu, 24 Quý Dậu, cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. 5. Ngày dương công kỵ là ngày 19 Mậu Thìn, kỵ các công việc liên quan đến nhà cửa. 6. Ngày tam nương bao gồm có 6 ngày, mùng 3 Nhâm Tý, mùng 7 Bính Thìn, 13 Nhâm Tuất, 18 Đinh Mão, 22 Tân Mùi và ngày 27 Bính Tý. Đây là 6 ngày xấu và kỵ mọi việc.
7 ngày Nguyệt Kỵ bao gồm mùng 5 Sáp Dần, 14 Quý Hợi, ngày 23 Nhâm Thân. Đây là 3 ngày xấu kiêm mọi việc. 8 ngày Nguyệt Kiến là những ngày Sửu bao gồm mùng 4 Quý Sửu, 14 Ất Sửu và 28 Đinh Sửu. 9 ngày Nguyệt Phá là những ngày Mùi bao gồm mùng 10 Kỷ Mùi và 22 Tân Mùi. 10 ngày Trực Bình là những ngày Thìn bao gồm mùng 7 Bính Thìn và 19 Mậu Thìn. 11 ngày Trực Thâu là những ngày Tuất bao gồm mùng 1 Canh Tuất, 13 Nhâm Tuất và 25 Giáp Tuất. 12 ngày Trực Bế là những ngày Tý bao gồm mùng 3 Nhâm Tý, 15 Giáp Tý và 27 Bính Tý. 13 ngày Kiếp Sát là những ngày Dần bao gồm mùng 5 Giáp Dần, 17 Bính Dần và 29 Mậu Dần. 14 ngày Tai Sát là những ngày Mão bao gồm mùng 6 Ất Mão, 18 Đinh Mão và 30 Kỷ Mão. 15 ngày Nguyệt Sát là những ngày Thìn bao gồm mùng 7 Bính Thìn và 19 Mậu Thìn. 16 Nguyệt Hình là những ngày Tuất bao gồm mùng 1 Canh Tuất, 13 Nhâm Tuất và 25 Giáp Tuất. 17 ngày Nguyệt Yểm là những ngày Hợi bao gồm mùng 2 Tân Hợi, 14 Quý Hợi, 26 Ất Hợi. 18 ngày Thiên Sứ là những ngày Ngọ bao gồm mùng 9 Mậu Ngọ và 21 Canh Ngọ. 19 ngày Đại Thời là những ngày Thìn bao gồm mùng 7 Bính Thìn và 19 Mậu Thìn. 20 ngày Tứ Phế là ngày 15 Giáp Tý, 21 ngày Ngũ Mộ là ngày 19 Mậu Thìn, 22 ngày Thiên Hỏa là ngày Dậu bao gồm mùng 2 Tân Dậu và 24 Quý Dậu, 23 ngày Ngọ bao gồm mùng 9 Mậu Ngọ và 21 Canh Ngọ. Đó là 23 hung tinh chúng ta cần loại bỏ trước khi tiến hành chọn ra những ngày tốt để thực hiện công việc đổ máy, dựng cột lên xà cho hanh thông thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ những hung tinh, ta xét các cát tinh để tìm ra những ngày tốt nhất bao gồm những ngày sau. 24 ngày Thiên Nguyện là ngày 15 Giáp Tý trùng với ngày Trực Bế và ngày Tứ Phế nên ta không chọn ngày này để đổ máy sự cột lên xà. 25 ngày Thiên Đức là những ngày Canh bao gồm mùng 1 Canh Tuất trùng ngày Trực Thâu và Nguyệt Hình nên ta không chọn. 11 Canh Thân không trùng với ngày xấu nào nên ta có thể chọn ngày này để đổ máy sự cột lên xà. Ngày 21 Canh Ngọ có nhiều hung tinh nên ta không dùng được. 26 ngày Thiên Đức hợp là những ngày Ất bao gồm mùng 6 Ất Mão cũng là ngày tai sát rất xấu, 2 ngày 16 Ất Sửu trùng ngày Nguyệt Kiến, 26 Ất Hợi trùng ngày Nguyệt Yểm nên ta không thể dùng được. 27 ngày Nguyệt Đức là những ngày Canh trùng với ngày Thiên Đức đã xét ở trên. 28 ngày Nguyệt Đức hợp là những ngày Ất trùng với ngày Thiên Đức hợp đã xét ở trên. 29 ngày Thiên Xá là 15 Giáp Tý trùng với ngày Thiên Nguyện đã xét ở trên. 30 ngày Nguyệt Ân là những ngày Tân, bao gồm mùng 2 Tân Hợi và ngày 12 Tân Dậu là ngày Thụ Tử kiêng kỵ không làm việc gì. Ngày 22 Tân Mùi trùng ngày Nguyệt Phá không nên đổ mái. 31 ngày Tứ Tướng là những ngày Sáp và Ất bao gồm các ngày mùng 6 Ất Mão, ngày này trùng với ngày Tai Sát và Trực Mãn nên ta bỏ qua không xét. 16 Ất Sửu, 26 Ất Hợi nhiều hung tinh không thể dùng được. Mùng 5 Giáp Dần là ngày Kiếp Sát, 15 Giáp Tý đã xét ở trên, 25 Giáp Tuất tuy là ngày Nguyệt Hình nhưng có nhiều cát tinh có thể xem xét thêm. 32 ngày Thời Đức là những ngày Dần trùng với ngày Kiếp Sát nên ta không dùng. 33 ngày Tam Hợp là các ngày Tỵ, Dậu bao gồm các ngày mùng 8 Đinh Tỵ, 20 Kỷ Tỵ, ngày Tỵ là những ngày tốt để đổ máy. Ngày Dậu trùng với ngày Thụ Tử kiêng kỵ mọi việc. 34 ngày Trực Khai là những ngày Hợi trùng với ngày Nguyệt Yểm nên ta không thể dùng được. Như vậy là chúng ta vừa dựa vào 34 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn những ngày tốt đổ máy dựng cột lên xà trong tháng 12 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 12 âm lịch trong việc đổ máy dựng cột lên xà đó là những ngày tốt sau. Ngày 11 Canh Thân kỵ những người tuổi Dần, hợp người tuổi Tý, Thìn, Tỵ và những người có thiên can là Ất. Ngày mùng 8 Đinh Tỵ kỵ những người tuổi Hợi, hợp người tuổi Dậu, Sửu, Thân và những người có thiên can là Nhâm. Ngày 20 Kỷ Tỵ kỵ những người tuổi Hợi, hợp người tuổi Dậu, Sửu, Thân và những người có thiên can là Giáp. Ngày 25 Giáp Tuất kỵ những người tuổi Thìn, hợp người tuổi Dần, Ngọ Mão và những người có thiên can là Kỷ. Đó là những ngày cát lành đổ máy dựng cột lên xà trong tháng 12 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng qua video này quý vị sẽ lựa chọn được cho mình những ngày tốt đẹp như ý. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại 0989 349 119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!